Làm thế nào để mà không có đủ tiền mà anh chị và các bạn vẫn có thể mua được số lượng cổ phiếu như ý tại TCBS? Tôi ví dụ như anh chị có 2 triệu nhưng anh chị muốn mua số lượng cổ phiếu tới 4 triệu thì làm như thế nào? Công ty chứng khoán họ sẽ cho anh chị vay 2 triệu đó để mua. Thế thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cách để chúng ta vay margin hay là vay ký quỹ để mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán Techcom Security. Để có một cái tài khoản giao dịch này thì rất là đơn giản, anh chị có thể mở online miễn phí mà tôi có đặt cái link ở dưới phần mô tả hoặc phần bình luận. Anh chị có thể mở và làm theo cái hướng dẫn, nó chỉ trong 3 phút là có thể mở được. Trước khi vay margin thì anh chị và các bạn cũng cần phải nắm rõ được cái chính sách vay margin của công ty chứng khoán TCBS đúng không ạ? Thế thì cái lãi suất là bao nhiêu? Vay thì phải có lãi suất đúng không ạ? Anh chị và các bạn có thể thấy đây, lãi suất là 10.5% đối với khách hàng phổ thông, và đối với các khách hàng VIP IWL Pro là 9.9%. Cái thời gian vay đấy là 89 ngày và cái hạn mức vay tối đa là 10 tỷ đồng. Nếu anh chị và các bạn muốn vay nhiều hơn thì có thể gửi yêu cầu cho tư vấn tài chính của anh chị và các bạn, và cụ thể là anh chị và các bạn có thể gửi trực tiếp tới email là vay ký quỹ gạch vip@tcbs.com.vn thì anh chị sẽ được hỗ trợ tốt nhất trong cái chính sách vay. Cái mức lãi suất này thì tôi thấy là cũng khá là thấp so với trên thị trường. Về cái danh mục vay ký quỹ thì hiện tại TCBS sẽ có 227 mã được vay, cũng khá là nhiều đấy ạ, anh chị và các bạn có thể xem ở đây. Chúng ta sẽ xem các thông tin liên quan đến mã này, tỷ lệ cho vay này, giá trần cho vay và cái hạn mức cổ phiếu còn được vay đấy, số lượng cổ phiếu được vay đấy, thì anh chị có thể tính ở đây để mà mình xem các thông tin nó cụ thể để mà vay. Còn rất nhiều các thông tin ở đây thì anh chị và các bạn có thể vào cái phần là phần vay ký quỹ này. Đấy, cái dấu chấm than này anh chị có thể click vào đây anh chị xem nó cập nhật hàng ngày cho anh chị và các bạn nhé. Để vay margin hay là vay ký quỹ để mua cổ phiếu tại TCBS thì anh chị vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu này. Thì trong cái phần đặt lệnh cổ phiếu cái màn hình này nó rất là dễ rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái chỗ đó là chỗ tiểu khoản. Tức là tài khoản này chính là tài khoản thường hay là tài khoản ký quỹ. Đấy. Tài khoản thường tức là gì? Anh chị dùng toàn bộ bằng tiền mặt của mình để mua cổ phiếu. Còn tài khoản ký quỹ, anh chị sẽ dùng thêm tiền vay của mình để mua cổ phiếu. Tôi ví dụ như chúng ta sẽ dùng tài khoản ký quỹ để mua cổ phiếu HPG, là cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát đúng không ạ? Hiện tại giá cổ phiếu đang là 46 triệu 700 ngàn. Tôi sẽ đặt 46.7 nhé. Như vậy là sức mua của tôi đang là 4 triệu 888 ngàn 264 đồng đúng không ạ? Lúc đấy tôi chỉ có 2 triệu 6 thôi. Công ty chứng khoán họ cho tôi vay thêm và tôi có thể mua được số lượng cổ phiếu Hòa Phát. Bây giờ tôi sẽ đặt mua cho anh chị xem. Đó. Và tôi chỉ cần nhập cái mã OTP vào. Và cái cách thức nhập mã OTP anh chị và các bạn có thể xem ở cái phần bên cạnh nhé, phần mô tả. Nó rất là dễ rồi. Hiện tại thì đã hết giờ giao dịch. Do đó mà cái lệnh này tôi sẽ không đặt được, mà tôi có thể dùng cái lệnh điều kiện để đặt. Và tôi sẽ dùng cái lệnh đây là lệnh điều kiện để đặt. Tôi sẽ mua cổ phiếu HPG khối lượng 100 với cái giá là đặt là 46.7. Điều kiện của tôi là thị giá nhỏ thua hoặc bằng 46 40. Xác nhận lệnh. Đấy, như vậy là tôi đã đặt lệnh thành công, lệnh mua cổ phiếu HPG bằng tài khoản ký quỹ, tức là tôi vay margin của công ty chứng khoán để tôi mua. Bây giờ anh chị và các bạn sẽ xem cái sổ lệnh của tôi nhé. Đây là cái sổ lệnh mà tôi đã vừa đặt cổ phiếu HPG với lệnh điều kiện đấy ạ. 100 cổ phiếu đúng không ạ? Bằng cái tài khoản ký quỹ. Bây giờ thì tôi muốn hủy cái lệnh này thì tôi sẽ vào cái phần hủy lệnh thôi ạ. Rất là dễ.
À, như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn cách mua cổ phiếu bằng tài khoản margin của công ty chứng khoán TCBS. Nó rất là đơn giản, anh chị sẽ thực hiện chỉ trong 30 giây là có thể mua được. Nếu trong giờ giao dịch thì anh chị sẽ dùng lệnh thường, còn nếu ngoài giờ giao dịch thì anh chị sẽ dùng lệnh điều kiện để mua bằng cái tài khoản margin này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube Tiền của tôi Official. Chúng tôi thường phát sóng cái video của mình vào 8 giờ tối thứ ba hàng tuần. Anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để nhận các cái video mới nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.